Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Viettel Store TV. Oppo M11 Pro là một sản phẩm mới của Oppo giúp hãng có thể cạnh tranh được với những ông lớn sừng sỏ nhất trên thị trường di động hiện nay như là Samsung hay là người đồng hương Huawei khi mà Huawei đang ngày càng lấn át Oppo tại thị trường Việt Nam. Và cũng như Samsung khi mà đầu năm nay hãng đã bất ngờ tung ra một số sản phẩm cực kỳ hot ở mọi phân khúc giá. Và cũng như mỗi khi sản phẩm ra mắt thì Oppo luôn cố gắng nhấn mạnh vào camera và coi đó là điểm mạnh chiến lược của hãng trên thị trường di động. Mình thì đã dành ra một chút thời gian sử dụng chiếc Oppo M11 Pro để chụp ảnh. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn bài đánh giá chi tiết về camera trên những chiếc máy Oppo M11 Pro này để cho các bạn có cái nhìn cận cảnh nhất và cũng như để cho những cái bạn nào quan tâm về camera sẽ có thêm một sự lựa chọn để tham khảo nhé. Và nếu như bạn quan tâm đến những sản phẩm Oppo M11 Pro thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo tại hệ thống siêu thị Viettel Store. Link mình sẽ để ở phần mô tả của video nhé. Điểm qua một chút về thông số của camera, Oppo M11 Pro được trang bị cụm hai camera ở phía sau với camera chính có độ phân giải lên đến 48 megapixel, có khẩu độ f/1.8, có kích thước cảm biến 1:2 inch và có kích thước điểm ảnh 0.8 micromet, có hỗ trợ lấy nét theo pha. Camera phụ có độ phân giải là 5 megapixel, khẩu độ f/2.4, kích thước cảm biến 1:5 inch và kích thước điểm ảnh là 1.12 micromet. Và đây là camera có nhiệm vụ đo độ sâu trường ảnh. Camera selfie thì sẽ có dạng pop-up như thế này và có độ phân giải là 16 megapixel, khẩu độ f/2.0. Ở điều kiện chụp ảnh ánh sáng ban ngày thì máy sẽ cho tốc độ chụp ảnh nhanh, lưu ảnh cũng nhanh, bắt nét tốt và dường như mình không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào và chủ thể cũng không bị mờ hay là nhòe. Do mình đi chụp ảnh vào một trong những ngày thời tiết Hà Nội không được ủng hộ cho lắm nên là một số bức ảnh trông có vẻ không được tươi. Tuy nhiên chất lượng ảnh vẫn rất là tốt, chi tiết dồi dào như là đường gân lá, nhụy hoa hay là màu sắc của bông hoa mặc dù đã được zoom lên nhưng vẫn không có hiện tượng bị lẫn màu. Các chi tiết vẫn tách biệt nhau khá là tốt và màu sắc lên khá là chính xác chứ không có xu hướng đẩy tông màu sắc lên cho rực mắt. Khi mà bật zoom quang 2x lên thì chi tiết ảnh vẫn rất là tốt. Về cơ bản thì bức ảnh được zoom lên thì nó không thay đổi nhiều, cũng như là không bị mất chi tiết giống như zoom số. Màu sắc thì cũng không có điều gì phải chê hết, vẫn rất là chính xác và chân thực. Ảnh chụp chân dung xóa phông dường như là thứ mạnh mẽ nhất trên những chiếc Oppo M11 Pro. Có thể thấy rằng vùng ảnh phía sau được xóa có độ chuyển khá là mượt, có chiều sâu và kết hợp với hiệu ứng tiêu cự đem lại cho chúng ta cái chất lượng ảnh cũng như chất ảnh kịch tính hơn. Chủ thể thì tách biệt tốt với hậu cảnh và trong điều kiện đầy đủ sáng máy xóa phông tốt, ít khi bị lẹn ở các vùng ảnh như là tóc hay là rìa áo. Màu ảnh cũng như là màu da của chủ thể lên khá là chính xác, vùng da cũng đã được máy làm mịn khiến cho những bức ảnh chụp có chất lượng tốt. Nếu như một số bạn không có nhiều chuyên môn và cũng không có nhiều kinh nghiệm để chụp ảnh thì đây có lẽ sẽ là sự lựa chọn đơn giản nhất để ít nhiều có thể thay thế được cho những cái mẫu máy DSLR hoặc là mirrorless. Chụp ảnh panorama thì máy xử lý tốt. Mình chụp thì tay mình giữ không có chắc lắm nhưng mà máy vẫn có thể tái tạo lại được khung hình mà không bị giả tạo, cũng như là không bị méo mó ở các vùng viền trên hay là viền dưới của ảnh. Ở điều kiện chụp thiếu sáng thì tốc độ lấy nét cũng như là tốc độ lưu ảnh giảm đi rõ rệt. Các bạn sẽ phải giữ chắc tay nếu như không muốn ảnh của mình bị bệt hay là nhòe. Tuy nhiên ảnh vẫn rất là đẹp và giàu chi tiết. Chi tiết ảnh thì rõ nét giữa các đối tượng trong bức ảnh. Độ cân bằng ánh sáng tốt, màu sắc lên chính xác so với thực tế chứ không có hiện tượng bay màu hay là sai lệch màu sắc. Khả năng quay video của Oppo M11 Pro cũng rất là tốt khi mà màu sắc ổn và dù máy không được trang bị cả công nghệ chống rung quang học OIS hay là công nghệ chống rung điện tử VIS nhưng mà máy vẫn đem lại cho mình khả năng ổn định khung hình vô cùng tốt. Mình có quay thử video cho cả camera trước và camera sau thì các bạn có thể tham khảo. Xin chào các bạn. Trên đây mình đây đang là sản phẩm Oppo F11 Pro và đây là sản phẩm mới nhất của Oppo thay thế cho những chiếc Oppo F9 tiền nhiệm. Và với chiếc Oppo F11 Pro này thì hãng nhấn mạnh rằng cụm camera cả trước cả sau của hãng đều là có thể nói là vô địch đi. Thì hôm nay mình sẽ thử khả năng quay video của cả camera trước và camera sau. Máy có khả năng chống ồn rất là tốt khi mà cái tạp âm khi mà mình quay nó được giảm thiểu đi rất là nhiều. Ngoài ra, máy còn có khá nhiều chế độ chụp ảnh khác nhau cũng như là nhiều bộ lọc màu sắc khá thú vị như là chụp ảnh ban đêm này, tua nhanh thời gian này, chuyển động chậm cũng như là chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp cho phép các bạn làm chủ một số thông số như là EV này, cân bằng trắng này, lấy nét và thời gian phơi sáng. Về camera trước thì có lẽ không phải bàn cãi rất là nhiều khi mà từ trước đến giờ Oppo vẫn nổi tiếng là một trong những hãng điện thoại đem đến những cái bức ảnh selfie rất là tốt. Mình hoàn toàn đã không cần phải sử dụng app của bên thứ ba để có được những cái bức ảnh đẹp, màu sắc đẹp, chi tiết cao, độ chân thực thì cũng khá hơn nhiều so với những mẫu máy khác của Oppo trước giờ.
Nếu như các bạn không thích quá chân thực thì các bạn có thể hoàn toàn kích hoạt tính năng AI Beauty lên và máy sẽ tự động đưa ra mức độ xóa phông cũng như mức độ làm mịn da, màu sắc để đem lại những bức ảnh đẹp nhất và gần như đạt đến độ hoàn hảo nhất để up lên các bạn xã hội để sống ảo. Và các bạn cũng yên tâm là khi mà với tính năng AI Beauty 2.0 thì các bạn có thể hoàn toàn tạo ra những cái bức ảnh chụp chân dung xóa phông hoặc là chụp selfie khác nhau chứ không bị bức nào cũng giống bức nào và cái màu sắc cũng không phải cái nào cũng giống cái nào. Và trên đây là mình vừa hoàn thành xong video đánh giá chi tiết camera của chiếc Oppo F11 Pro sau một thời gian trải nghiệm. Tóm chung lại thì camera của chiếc Oppo F11 Pro là mình rất là hài lòng. Trong mọi điều kiện đầy đủ sáng hay là thiếu sáng hay là quay video thì đều đem lại trải nghiệm rất là tốt. Theo các bạn thì với mức giá của Oppo đề ra và nếu như không xét về cấu hình thì còn chiếc máy nào có cụm camera xuất sắc hơn không? Các bạn có muốn mua những chiếc Oppo F11 Pro để chụp ảnh hay không? Và các bạn muốn so sánh chiếc Oppo F11 Pro với chiếc máy nào khác trên thị trường thì hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới nhé. Đừng quên là các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những chiếc Oppo F11 Pro tại hệ thống siêu thị Viettel Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào nào.